Cụ thể, Hà Nội sẽ lùi thời điểm tiêm vaccine Quinvasem sang tháng sau vì lịch tiêm chủng mở rộng của thành phố là vào ngày mùng 5 hàng tháng, nhưng đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương. Thành phố cũng cho biết đã sẵn sàng 68.000 liều Quinvasem để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng tới đây. Đến thời điểm này, tại các địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Nam, Phú Thọ cũng chưa có văn bản hướng dẫn từ Bộ Y tế cụ thể về việc tiêm trở lại loại vaccine bị cho là liên quan đến 43 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Theo Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nếu trẻ nào bị lỡ hoặc tiêm muộn thì cần được tiêm tiếp chứ không phải tiêm lại từ mũi đầu. Khoảng cách giữa các mũi tiêm tối thiểu là 4 tuần.